Kênh Quay Lăng Thơ xin kính chào các chú anh chị. Hôm nay kênh Quay Lăng Thơ mình làm cái video chia sẻ đến cho các chú anh chị mình mới tập chơi nha. Thì cái những mình chia sẻ về những cái loại lan, những cái loại lan mà thí dụ như mình mới đem về, mình mới lấy về những cái loại lan gời á, đó, những cái hàng gời khi mình mới đem về đó, mà mình không cần xử lý một cái loại phân thuốc nào hết mà mình trồng lên thì cây nó phát triển như thế nào, đó, nó ra rễ mà nó tốt không đó. Hôm nay mình sẽ làm video cho các chú anh chị mình xem nha. Thì đây là nói chung á là đây là những cái dòng dáng hương đó, dáng hương tam bảo sắc hoa vàng đó. Tuy nhiên cái lô sau này mình lấy á thì nó ít rồi, mỗi cái ít thì mình coi như cũng như là mình làm biến, mình không có xử lý bằng thuốc gì cho, mình chỉ đem mình ghép đại nó lên luôn đó, tại vì cái này là ít thôi. Nói chung là cái hàng này thì mình không có đặt, nhưng mà ở chỗ mối mình á có bán về ở Cần Thơ đó, cho một người, nhưng mà người ta bơm hàng của ổng, ổng mới điện ổng nhờ mình nhận giùm cho ổng đó, cho nên về mình không có xử lý, mình về mình ghép lên luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ kiểm tra coi cây nó như thế nào nha. Đó, những cái cây mình đem về mình xử lý đó, mình trồng, và những cái cây mình không xử lý mình trồng lên, nói coi cái nào nó lợi nó tốt hơn đó. Thì nói chung là những cái cây mình không có xử lý nó đều ra rễ hết nha các chú. Hầu như là chỉ có một cây thôi, hầu như có một cây này nè đó, có một cây này là nó chậm, nó chưa ra rễ, hầu như là các cây nào cũng đều ra rễ hết. Đây đó, bây giờ mình sẽ đều ra rễ hết, cây nào cũng đều ra rễ hết. Đây, cây nào cũng đều ra rễ hết nha các chú. Và những cái cây này á, chút xíu nữa mình sẽ nói, bây giờ mình quay trước cho các chú anh chị mình xem. Đó, đều ra rễ hết, hầu như cây nào cũng ra hết. Đây, ra hoàn toàn, cây nào cũng ra rễ hết các chú. Đó, những cái loại lan á, thật ra là những cái loại lan khi mình lấy về á, mình ghép lên á, mình không cần phải xử lý một cái bước nào hết, mình chỉ cần mình rửa sạch, mình ghép nó lên thôi, thì nó vẫn ra rễ bình thường ở cao chú. Đó, nó vẫn ra rễ bình thường. Tuy nhiên là cũng tùy thuộc vào loại lan nha cao chú. Đó, tùy thuộc vào cái loại lan. Thí dụ như những cái dòng đơn thân rễ gió này thì nó dễ. Còn tùy những cái dòng đa thân, thí dụ như những cái dòng đa thân mình để nó cũng ra nữa, nhưng mà nó rất là chậm. Một chút xíu nữa mình sẽ lấy cái dòng đa thân cho các chú anh chị mình xem. Hầu như là nó khó gà ghẻ luôn á, chứ không phải là không đó. Thì những cái dòng đa thân, thí dụ như những dòng dán hương đó, thì nó gà ghẻ nhưng mà nó rất chậm. Thì cái cây thí dụ mình xử lý đi, thí dụ những cái cây này mình mới đem về đi, mình xử lý, mình ngâm thuốc đó, kích ghẻ B1 đó, Atonic đồ các kiểu cho nó hồi sức đó. Thì nó thứ nhất là nó nhanh ra rễ nè, thì tầm khoảng 2 tuần, thí dụ mình ghép thì tầm khoảng 2 tuần nó sẽ nhú. Thì những cái dòng dáng hương này đó, mình ghép là mình không có qua xử lý như thế này nè đó, thì mình ghép như cái này là tầm hơn 1 tháng rồi nó mới ra rễ đó, hơn 1 tháng rồi nó mới ra rễ ổn định nha các chú đó. Tuy nhiên mà để cho cái cây đó là nó đẹp thì chúng ta cũng nên xử lý qua thuốc đó, thí dụ mình xử lý qua một lần cũng được. Còn cái cây mà nó không xử lý thì các chú mình nhìn kỹ nè, nó lâu lại sức lắm, nhìn nè, cái lá nó nhăn cực kỳ luôn đó. Các chú anh chị mình thấy không, cái lá nó cực kỳ là nhăn đó, thậm chí là nó vàng luôn nè, nó lâu lại sức nó vàng, nó sẽ bỏ lá chân này nè, các chú thấy không, nó sẽ vàng, nó bỏ lá chân nè đó, nó sẽ bỏ vàng trước khi đó nó đã bỏ hết một số lá giữa luôn rồi đó nè, các chú thấy không, lá chân thì bỏ nè. Đó, lá giữa nè, lá chân nè, nó bỏ nè, bỏ luôn lá giữa nè, các chú anh chị thấy không. Đó, khi mình xử lý thuốc thì nó đúng liều lượng thì mình sẽ giữ được những cái lá chân, và những cái lá này nó sẽ nhanh hồi sức hơn. Đó, các chú nhìn nè, đó, nó nhăn nheo vậy đó, rất là lâu hồi sức. Mà cái này là mình máng ở trong mát hoàn toàn luôn đó, không có một miếng nắng nào luôn đó. Đó, các chú anh chị thấy không,
nó thứ nhất là nó lâu ra rễ, cái thứ hai là nó lâu hồi sức cái cây lan, chứ không phải là mình nói là cái vấn đề mà những cái cây lan mà mình đem về mình không qua xử lý, mình trồng lên mà nó không sống, nó không ra rễ. Nó vẫn sống, nó vẫn ra rễ bình thường, tuy nhiên nó không đẹp, không mướt bằng những cái cây lan mình đã qua xử lý phân thuốc đó. Nhưng mà mình phải xử lý phân thuốc thì đúng liều lượng thôi đó. Thì thứ nhất là nó sẽ chậm ra rễ, cái thứ hai á là nó không giữ được hoàn toàn cái bộ lá cho cây lan đó, nó không giữ được hoàn toàn bộ lá như cây lan. Như những cái cây này, như cái lá này nó sẽ xuống lá chân nè đó, thì trước đó những cái lá này, những cái lá là giữa rồi nó sẽ xuống hết rồi nè, các chú thấy không, nó xuống là giữa nè đó nè, nó xuống nè, nó giữa nè, lá chân nè. Những cái lá này kế tiếp là lạng hoàng nó sẽ xuống rồi nè, tại mình không có qua xử lý thuốc thì nó phải xuống ở đây nè, nó xuống ở giữa nè, xuống luôn cái lá chân nè đó, các chú thấy không. Thì nói chung là mình đem về thì mình làm cái video này mình so sánh thôi, còn những cái dòng đơn thân này nãy mình xách mấy cây này vô mình quên xách, giờ mình sẽ vô mình xách cho các chú anh chị mình xem luôn. Lấy đại chậu vô mình làm cho các chú anh chị mình xem. Nói chung là nó nhiều chậu chứ không phải là một chậu, nhưng mình lấy một chậu vô mình làm đại khái cho các chú anh chị mình xem thôi. Đó, như cái dòng cái cây đơn thân này đi, cái cây đa thân này đi. Đó, cây đa thân này cây nhất điểm hoàng. Thì nói chung cái dòng này thì dễ trồng chứ không phải là khó trồng. Nhưng mà mình nếu mình không qua xử lý thuốc là cực kỳ lâu ra rễ. Các chú thấy nguyên mà trồng nguyên cái chậu lùm như vậy nè. Mà các chú thấy chỉ có nhú có một rễ 1.4 nè. Còn cái rễ trắng bên đây là cái rễ này nó của nó lúc lấy về nó bị hư đó các chú, chứ không phải là nó bị gì đâu nha, chứ không phải nó ra mà nó bị gì đâu nè, nó chỉ ra thì có một cái rễ duy nhất đó, cực kỳ lâu ra rễ. Là nó là tầm một tháng mấy nó về một lô với cái này nè đó, nhất điểm hoàng nó về một lô với cái này nè đó, một lô với cái này luôn. Nhưng mà nó một tháng mấy là nó chưa ra rễ, nó chỉ nhú được con cái rễ một duy nhất đó. Còn những cái dòng là đơn thân rễ gió này thì nó ra rễ, nó ra rễ mà nó cũng chậm đó. Thì ở đây hôm nay mình làm cái video này mình muốn nói là tất cả những lan mình lấy về nên xử lý đó, nên xử lý một lần để cho cây nó, thứ nhất là nó nhanh ra rễ để nó nhanh hồi sức cái cây lan, cái thứ hai là mình giữ được cái bộ lá cho cái cây lan cho nó đẹp đó, để không thôi là tránh cái tình trạng mà mình không xử lý thuốc á thì thứ nhất là nó sẽ lâu ra rễ rồi, thì nó đâm ra cái cây lan mắc sức này nó sẽ xuống lá đó. Đại khái như cây này là nhìn thấy hết đẹp rồi, nó xuống lá giữa, nó xuống lá cái lá đọt, còn xuống luôn cái lá chân đó. Như cây bên đây cũng vậy, rồi như cây này cũng vậy, cây này thì nó sẽ bỏ lá thôi đó. Rồi như cây này cũng vậy, nó cũng sẽ bỏ lá nè, các chú thấy không nè, nó còn cái chân cái lá nè đó, nó bỏ những cái lá giữa này thì nhìn cái cây lan nó rất là xấu. Ví dụ những cái cây lá xếp mà nó bị bỏ lá thì rất là xấu. Đây nó bỏ lá chân đây, rồi nó bỏ lá giữa kế đọt đây đó, rồi đây nó cũng bỏ lá chân nữa nè đó. Nói chung là nhiều lắm chứ không phải là ít. Rồi bên đây cũng vậy đó, các chú thấy không, nhìn cái lan rất là xấu đó. Nó không giữ được bộ lá hoàn toàn, cái thứ nhất, cái thứ hai là lâu ra rễ, lâu hồi sức cây lan, đâm ra cái cây lan nó nhăn nheo đó, các chú này nó thấy nhăn không. Còn những cái dòng đa thân này là thôi cực kỳ lâu luôn, nó cũng tùy theo loại chứ không phải là dòng đa thân nào nó cũng lâu đó. Nhưng mà mình qua xử lý thuốc thì nó sẽ nhanh hơn, nó nhanh hơn mình không xử lý thuốc đó. Nhưng mà cái này là trên một tháng rồi nè mà nó chỉ nhú được có một cây rễ thôi đó, bởi vì nó cực kỳ lâu. Mà bởi vì đâm ra cái cây lan bắt đầu nó teo tóp nè, các chú thấy không, cây lan bắt đầu teo tóp nè đó, hiện tượng teo tóp nè. Nếu mà không khéo thì cây lan này nó lạng hoàng này nó sẽ chết luôn á, chứ không phải là đơn giản.
cũng tùy theo loại lan, nhưng mà mình thấy là chỉ có cái dòng đơn thân rễ gió này là nó chịu ra ra rễ thôi, còn những cái dòng khác thì nó cũng ra nhưng mà nó chậm, và những cái dòng này thì nó ra nó cũng rất là chậm đó. Bởi vì mình hôm nay mình làm video đó, có nhiều cô chú anh chị mình hỏi đó, là cây lan mình về đó, khỏi cần xử lý mình ghép lên nó sống không, sống hoàn toàn sống chứ không phải là không sống. Nhưng mà để cho một cái cây lan đó muốn nó mà chết đi á, thì không phải là chị cũng không phải là cái chuyện mà nó đơn giản đâu. Nếu một cây lan mà chúng ta trồng lên như thế này muốn cho nó chết đi thì tầm khoảng 1 năm sau nó mới chết, mình dám bảo đảm luôn. Nếu các chú anh chị mình trồng lên gì mình tưới nước đi đó, mà nếu cái cây lan mình không chăm sóc rồi đi thì nó chết đó, thì nó cũng nhảy mầm cũng ra rễ nhưng mà nó không phát triển, rồi nó chết, mà nó chết từ từ chứ không phải là chết một lần một, cho nên nó kéo dài cái thời gian nó chết, nó kéo dài dữ lắm chứ không phải là trong vòng 1-2 tháng mà nó chết liền đó, nó kéo dài cái thời gian rất là dài luôn đó, có thể là 1 năm, hơn 1 năm cái lan nó mới chết, nhiều khi nó còn cái cọng chơi chuỗi gì nè, nó cũng chưa chết hẳn hoàn toàn nữa đó. Thì mình làm cái video này cũng như mình so sánh đó cho các chú anh chị mình mới tập chơi thôi, cũng như là giải đáp cái thắc mắc của các chú anh chị mình thôi. Đây là những cái cây đó, ở ngoài mình cũng còn nhiều lắm, tại nguyên cái lô này mình lấy nguyên cái lô này đó là nó cũng khá chứ không phải là ít đâu, nhưng mà mình cũng muốn thử một lần để mình chứng minh luôn, để cho các chú anh chị mình xem luôn. Đó là những cái cây lan mà khi mình mới đem về á, mình không cần xử lý gì hết, chỉ cần mình rửa xong mình ghép nó lên thì nó đảm bảo sống thôi, thì nó vẫn sống nhưng mà cây á, nó phát triển rất là kém. Cái thứ nhất nó lâu ra rễ, cái thứ hai là nó lâu hồi sức sức cái cây cây lan, cái thứ ba là nó sẽ không giữ được bộ lá cây lan, thì đâm ra cái cây lan đó nó sẽ xuống lá. Thì cái đó là cái nguyên tắc của nó thôi, bắt buộc nó phải xuống lá chân, xuống lá giữa, đặng nó nuôi lại cái thân, nuôi cái đọt cái cây lan nó sinh tồn. Chứ nếu mà nó không bỏ bớt những cái lá này đi thì nó cái cây lan này nó sẽ chết hoàn toàn luôn. Nó dồn sức nó nuôi những cái bộ lá này nó sẽ chết hoàn toàn luôn. Cho nên bắt buộc nó phải xuống bỏ bỏ bớt lá để nó giữ cái đọt, giữ cái thân để nó sinh trưởng sinh tồn. Đó. Cho nên đó, khi mình lấy cái lan về nhất định mình phải qua xử lý đó, xử lý dù cho là một lần cũng phải xử lý để cho cây lan chi nó nhanh, thứ nhất nhanh ra rễ, cái thứ hai là nó nhanh hồi sức cái cây lan, giữ lại được bộ lá cho cây lan nó tốt. Rồi đơn giản vậy thôi. Hôm nay Hoa Lan Thơm mình làm cái video chia sẻ đến cho các chú anh chị mình mới tập chơi đó, thật thật hư là cái cây lan mình mới mới lấy về nó không không cần qua xử lý đó, nó sẽ như thế nào đó, nó có phát triển hay là không đó. Các chú anh chị yêu mến kênh Bờ Làng Thơ, nhớ bấm vào cái nút like cũng như là đăng ký kênh và bật chuông để cập nhật những video tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.